Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan và Tuyên qua và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Và ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã sử dụng cái kế gọi là điệu hổ ly sơn khi mình đã dụ cái thằng Junte để nó cử các quân đoàn này của nó ra để rời khỏi cái tỉnh thành to này của nó này. Nếu mà mình đánh cái thành này thì rất khó nếu mà nó cứ cho quân thủ đấy. Để công mình bỏ trống cái thành này của mình để cho nó đánh. Nhưng mà xem chừng nó cũng không làm được nhiều việc lắm đấy. Bởi vì là sau khi kết thúc tập trước thì mình đã đánh thiệt hại nặng nề các quân đoàn của nó và thậm chí vẫn giữ được cái thành này. Mình nghĩ là có thể sẽ mất, mình sẽ cho các quân đoàn này đánh chiếm lại. Nhưng mà thậm chí nó không làm nổi cái việc là đánh chiếm mà nó chỉ có thể gây khó khăn một chút cho mình thôi. Kết quả thì bây giờ ổn rồi, mình cũng không lo lắng lắm. Bây giờ thì nhiệm vụ để trở thành đại thắng thần thánh, chúng ta phải hoàn thành chiến dịch về văn hóa. Thì mình phải xây cái nhà thời trưởng Latin này, thì chắc mình phải xây ở cái vùng Ai Cập, thì vùng đấy có cái nhà thờ. Còn đại chiến thần thánh thì chúng ta phải làm này, đánh bại 40 phe phái, san bằng khu định cư cuối cùng của chúng hoặc biến chúng thành mùa nhìn. Hiện tại có 37 mà bây giờ có một vấn đề. Hiện tại thì chúng ta chỉ còn duy nhất hai kẻ thù, thằng này và thằng này. Đồng nghĩa với việc nếu mình có tiêu diệt được hai thằng này thì mình mới chỉ hoàn thành được có 39 kẻ, tiêu diệt được 39 phe phái. Thế còn phe phái còn lại thì ở đâu? Thế thì bây giờ làm nào? Bây giờ thì khi mà đế quốc của chúng ta đã đến giai đoạn này thì chúng ta sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Đó là thế giới này, tất cả những các quốc gia khác chỉ có hai sự lựa chọn. Một, cúi đầu trước La Mã. Hai, đó là kẻ thù của La Mã. Thế thôi, họ chỉ có hai sự lựa chọn đấy. Mình sẽ thử đề nghị mấy thằng này xem nó chịu làm chư hầu không. Nếu nó chịu làm chư hầu thì mình sẽ tha cho nó. Còn nếu nó không chịu làm chư hầu, nghĩa là nó muốn làm kẻ thù của La Mã. Ok, mình sẽ cho nó làm kẻ thù của La Mã. Hiện tại thì mình đang đóng các cái quân đoàn ở đây cũng khá đông ấy. Nên là mình nghĩ là mình sẽ ăn được. Hiện tại mình có 3 quân đoàn đóng ở đây. Đây thì nó có quân của nó đóng ở đây cũng đông. Mình chạy theo đường này lên có bị mất quân nhỉ? Mất xíu quân. Mình nghĩ là mình nên chạy lên trước. Không kiểu mình đánh nó thì nó lại, mình lại chạy di chuyển sau là mình mới mất quân nhỉ? Mình chưa biết chắc được, tốt nhất là mình áp sát lãnh thổ đó. Các bạn ấy chỉ có hai sự lựa chọn: làm chư hầu của La Mã, cúi đầu trước La Mã, hoặc làm kẻ thù của La Mã. Rồi, quân đoàn này cũng vậy, cho nó lên đây đã. Đó, chúng ta bị mất một ít quân, có thể lượt sau mình sẽ tính đánh hay không thì để lượt sau. Rồi, chào đến bờ đã, rồi mới tính được. Ai, khu vực này thì ổn. Mà chỗ này chúng ta còn một quân đoàn nữa. Có lẽ mình sẽ cho nó xuống trung đông của khu dưới này để có thể cần thì nó sẽ tiếp viện sang bên này, bởi vì đất của thằng đây đằng sau khả năng thằng bị Đông La Mã này nó bị lửa, có quân nổi loạn. Rồi mình sẽ cho nó xuống đây đó. Ascom này, thằng Himya này nếu thích nổi loạn mình sẽ cho nó chết luôn. Nhưng mà có lẽ không phải lượt này. Thằng này thì quân đội không có gì đáng kể. Chúng ta hiện tại bây giờ có tất cả gần này thằng đồng minh. Thằng này là 1. Thằng này là 2. Thằng này thì không đồng minh cũng không kẻ thù. Thằng này đồng minh. Thank you.
Chúng ta chỉ có vài đồng minh thôi và chúng nó chỉ có một sự lựa chọn thôi: cúi đầu trước La Mã hoặc bị diệt vong. Bây giờ thì mình sẽ thôi được cái lượt này thì chắc là mình chưa 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 tiêu diệt nó, bởi vì là quân của mình cần phải di chuyển đã. Và mình nghĩ là mình không cần đóng quân ở đây đâu nhỉ. Mình sẽ di chuyển nó sang đất của thằng này đã. Di chuyển này có thể mất quân không nhỉ? Chưa mất. Mình sẽ tiến sát sát nhà nó đã. Quân đoàn này của mình á, thừa sức ăn để chúng nó sợ gì. Quân đoàn này nó đang còn đang mất quân đây này. Nó còn đang mất quân này. Ấy, bộ đội mấy anh kia, bộ binh của Đông La Mã mạnh phết đấy chứ. Vừa đâu. Nó sẽ chỉ có hai sự lựa chọn: thành to, nhưng mà nó đang thiếu lương thực. Nó có hai thành, một thành trên này nữa. Có hai thành to liền à? Các coi. Thằng này ôi thằng khỉ gió này nó có cái bọn lạc đà ngọt thế nhỉ? Mình mà kiếm được mấy con lạc đà này thì có phải tốt không? Ui. Bây giờ mình sẽ thử đó. Trước tiên là mình đưa quân đi. Để an toàn thì có thể khu vực Trung Đông này mình cũng sẽ quân đoàn này áp sát vùng biển này cho anh. Nếu như cái thằng châu Phi này nó làm loạn, mình có quân ngay để xử lý. Trên này chúng ta còn một quân đoàn nữa đúng không? Áp sát ngay. Bất kể một thằng đệ tử nó dám nổi dậy đồng nghĩa với cái chết. Đây chúng ta phải xây cái gì nhỉ? Phủ thống đốc à? Mình là thiếu phủ thống đốc chưa xây. Thôi được rồi, phá đi để xây tiếp này. Nói chung thì lãnh thổ của mình nói chung là tạm ổn, không có vấn đề gì lớn lắm. Có khi mình miễn thuế cho những vùng này để mình có thể nâng cấp nhà cửa cho nó thoải mái. Để nhà cửa thì nó không nâng được. Bây giờ vấn đề cái công trình văn hóa thì chắc là cũng không khó lắm đâu. Mình nghĩ là chỉ xây thêm vài cái công trình nữa lên là nó được rồi. Không 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 khó. Nói chung toàn lãnh thổ mình bây giờ thì chị An khá tốt. Cái vùng Libya này, vùng này mình vừa rút quân đi. Kệ, cũng không 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 ngại lắm, không ngại lắm. Đấy, xong thì mình có thể di chuyển quân tiếp vào đây được. Ai Cập này đây rồi, chắc mình phải hạ cái nhà thờ xuống một cấp để chuyển sang nhà cờ La trưởng Latinh cái nhà thờ này, để có một cái chiến thắng về mặt văn hóa. Đây, hoàn thành nốt cái nhiệm vụ này đã, xong rồi thì chúng ta sẽ đại thắng thần thánh. Đại thắng thần thánh thì 27 thì thực ra mình cũng gần xong rồi, mình chỉ chờ cho các cái vùng này nó đạt cái văn hóa Latin của mình, văn hóa của chúng ta lên thôi, đạo cơ đốc của chúng ta lên thôi. Mình cứ khôi phục nốt mấy cái tỉnh này là xong, có lẽ khôi phục 2-3 tỉnh này là xong rồi. Nó chờ cho nó cái văn hóa Latin, cái xây nhà thờ của chúng ta lên cao là được rồi. Cái vùng này nó cũng có thu tiền chả để làm gì, chúng ta miễn thuế hết. Trừ những vùng giàu có. Đấy, những vùng như thế này chúng ta cứ lâng cái nhà thờ lên nữa. Vùng này thì thật khó có thể lên được nhỉ. Rồi tăng cái này nó cũng tăng chị An này. Cứ miễn thuế để cho nó tăng chị An. Tiền chúng ta bây giờ đâu có thiếu đâu, tiêu còn không hết mà cần gì thu mấy cái tỉnh lèo tèo này đâu, đúng không? Đó là một vấn đề. 700 đồng rồi, giảm bớt đi cho nó khỏi bị. Rồi cái nâng cấp cái này lên là nó lên ngay.
từ này rồi. Lên cái tòa thị chính phát là lên là được rồi. Mình sẽ còn vùng nào mà chưa xây công trình nhà thờ ấy. Sửa này, cái này thì chúng ta hủy đi, hủy. Vùng này âm lương thực kinh quá nhỉ, âm lương thực kinh quá, nhưng mà nó không bị âm, vẫn có quân gác nên nó không âm. Vùng này vẫn thôi được rồi, âm 4 không sợ lắm bởi vì mình rút vừa rút quân đi. Chưa có, vùng nào chưa có nhà thờ mới cần phải nâng cấp trước. Rồi. Vùng này có nhà thờ rồi. Có đồn gác. Xây tiếp cái này. Malaga. Thôi không cần lâu. Nhiều anh em bảo tại sao anh không nâng mắc các cái công trình lên, mắc lên thì nó sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là vệ sinh dịch tễ, cái thứ hai là lương thực. Các bạn ai mà chẳng muốn nâng mắc lên, cái thứ hai là các bạn đầu tư tiền vào như vậy thì các bạn tính xem nào các bạn sẽ thu được trong vòng bao nhiêu lâu. Bởi vì bạn nâng cấp một công trình phải mất cấp này, các bạn phải nhìn nhá, nó nâng lên để mà nâng lên cấp cao nó phải mất đến hàng chục nghìn, trong khi cái một cái thành của bạn giỏi nắm một lượt chỉ kiếm được vài ngàn. Thì bạn cần phải thời gian bao lâu để mới có thể thu hồi vốn, đúng không? Và nếu mà như vậy thì thực sự các bạn lưng thấy nó có lãi không? Nhất là khi đã lát game rồi. Nên là mình bây giờ tiền tuy nhiều nhưng mình có lâng cấp mấy đâu. Bởi mình thấy cái việc đó là không cần thiết. Rồi. Nói chung lãnh thổ mình ổn. Ổn. À đây. Thì sao còn vùng này chưa có nhà thờ này. Xây nhà thờ lên. Nhưng vùng này thì cơ đốc Latin nó vẫn cao bởi vì mình chiếm lâu rồi. Vùng này chưa có nhà thờ ấy. Cứ phải xây được cái nhà thờ lên thì mọi việc nó mới êm xuôi được. Bắt đầu rồi. Tạm thế đúng không? Bây giờ mình sẽ giải pháp ngoại giao. Thằng này thì mình chưa đủ quân để triển khai nhưng mà... để... à, thằng này thì nó rất thân với mình, nó cũng thân với thằng Đông La Mã đó, nên là mình thử xem nào. Chính phủ Bù Nhìn thanh toán cho nó khoảng tầm 50.000 cho em chị đó. Mình có hơn 400.000 trong tài khoản, vừa phải. À thế cho mình 60.000 chắc chịu. Nhá, tiền thì được, mày có thể nhận tiền, nhưng mà mày nếu mày we make this modest request in the knowledge that your coffers strain to contain your wealth. 60.000 hơi thấp à, vẫn chê ít à. Trời ơi, tiền thì thoải mái, cho mày thoải mái luôn. Ai chà, what I ask is such a little thing, an inconsequential thing. Tiền thì cứ thoải mái đi, anh không. 70 không được thì 80. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. 80.000 chưa được. Cho về hàng trăm nghìn cho nó vuông. Giờ này thì chúng ta có làm cái gì đâu mà phải quan trọng. Ai chà, thằng này chảnh ghê nhỉ. 120. Nào, chịu chưa? Ô, vẫn không chịu à? Thế thì khả năng mày sắp bị ăn đập rồi. Mày sắp bị ăn đập rồi. Cho mày lên hẳn 150 mà mày không chịu nữa thì mày sẽ bị ăn đập. Ờ. Nhưng mà điểm đang suy yếu. Nó bị trừ cái gì? Mình xem bị trừ cái gì á. Thôi được, cứ từ từ.
Dù sao mình chưa có quân để mà đánh lên trên đấy. Bây giờ thì thôi cái lượt này chắc không có việc gì để làm nữa. Mình sẽ thôi được. Lấy làm cái nào này tí. Dù sao mình vẫn thích mấy con lạc đà đó. Mình vừa nhìn thấy có mấy con lạc đà. Tặng quà cho nó một ít để xem là... Sao nào? Quân ly khai, các hiệp ước của quân ly khai Gamanatia. Rồi, để xem này. Không sợ, chúng ta cải thiện quan hệ ngoại giao với thằng này không bị sợ thằng đệ nào của chúng ta nó ghét cả. Để nó thăng tiến lên một xíu nữa, lượt sau mình sẽ tính. Rồi qua lượt đã. Có thể lượt sau mình sẽ thuyết phục được nó. Chiến tranh thì đơn giản rồi. Và nhưng mà chính trị thì mới là khó. Đi tô màu thì nó không phải là sở thích của mình. Chưa bao giờ mình thích tô màu cả. Có thể rất nhiều anh em thích rất thích chơi cái cách gọi là đi tô màu bản đồ ấy, nhưng mà mình thì mình chưa bao giờ mình thích cái cách đó. Thấy nó nhạt lắm. Cái đi tô chiếm hết thành nọ đến thành kia, xong rồi chẳng bao giờ phải nghĩ xem đến hậu phương như thế nào cả. Cứ xây các công trình trị an lên thế là xong. Nhưng mà mình thích chơi mang tính chất nói chiến tranh của nó phải là chiến tranh tổng lực, chiến tranh trên tất cả các mặt trận. Và chúng ta sẽ quản lý trên tất cả các mặt trận. Hòa bình à? Với điều kiện là chi hầu của anh thì được. Thế chịu thôi. Chiến tranh trên tất cả mặt trận. Chúng ta mình đã nói với các bạn rồi đúng không? Cái chia bất kỳ một cái bản Total War nào thì nó đều có 4. Ố, chiến thắng văn hóa. Vâng, chúng ta đã hoàn thành chiến thắng văn hóa và chúng ta sẽ chỉ có một cái chiến thắng cuối cùng phải làm, đó là đại thắng thần thánh. Và đại thắng thần thánh thì bây giờ 37 này, 28 tỉnh rồi đó. Xíu xíu nữa là nó tăng dần thôi mà. Không cần phải chiếm thêm đất nữa đâu. Mình cứ đứng đây đã. À đây rồi. Mình có thêm một quân đoàn ở đây, có thể áp sát thằng này ở vùng này rồi. Nhưng mà bây giờ nó phải chờ hồi quân đã. Mình còn quân đoàn nào ở đâu nữa không nhỉ? Hết rồi. Quân đoàn này cắm sẵn ở châu Phi đây rồi. Thằng nào thích nổi loạn chết ngay. Hạm đội này thì đứng ở đây có vẻ hơi phí. Nhưng vùng này chỉ an nó tốt nhỉ. Cộng 4 thì chưa ổn lắm đâu, nhưng mà đây cái công trình này lên nó tăng vệ sinh. Ready for orders. Xem cái vùng này nào. Rút đi thì lượt sau công trình này nó xây xong, công trình này xây xong thì nó tăng trị an trở lại ra, không sợ. Chỉ một thôi nó kể đúng không? Cho nó lên, nó bảo vệ phương Bắc. Quân đoàn này đóng ở đây là chắc rồi. Ra đét luôn. Bây giờ mình sẽ hỏi thằng này xem là thực sự nó muốn gì. Nó đánh vào đây à? Hơi ít quân bảo vệ nhỉ. Trèo lên bờ cái đó. Có thể mình sẽ trèo lên bờ trước á. Quân nó đông phết đấy. Thằng này mà ăn nó hơi vất đấy nhỉ. Có thể nó sẽ cướp cái tỉnh này của mình. Không được, mình phải làm nào quay chặt nó, không để nó chạy lên. Để nó chạy được xuống dưới thì mệt lắm. Hành trình này hơi khó thuyết phục bọn này. Mấy thằng spy mình đâu hết rồi nhỉ? Chết hết à? Không có thằng spy nào đây. Căng nhỉ? Đây. Ở đây rồi. Quân nổi dậy Ascum mò lên đây à? Nó mò lên đây. Quân đoàn này của mình.
sẵn sàng. Bất kể khi nào nó dở quẻ, khử ngay cho anh. Ăn được. Quân thì khá đông đấy, nhưng mà thủ thành, ôi nó lắm cung thủ lắm. Thành ở nó thành cấp mấy nhỉ? Thành cấp 4 nó có tường thành à? Vây cho đến chết hoặc bắt nó phải ra. Nếu để chắc ăn thì có lẽ là mình sẽ cho hai con đoàn đánh nhỉ. Đánh ra này, thằng này thì nó đang mất quân rồi thì cũng sợ lắm. Bây giờ mình sẽ giải quyết khu vực phía bắc trước. À, đất của thằng này. Oh. Lượt này chưa thể đánh được vào cái thành này rồi. Chắc phải lượt sau. Lượt sau mới đánh được. Wow. Mình đang suy yếu với thằng Đông La Mã đấy. Thằng này. Greetings, my friend. Mày có chịu làm đệ của anh không? I think it'll be the anticipation of your noble and worthy words. 150. Chà nó. Thằng này chảnh ghê nhỉ. 180. Ô. Gần đấy tiền mà mày chưa chịu là anh thấy hơi bực mình nhỉ. Cho mày 200. Mày chịu không? Ui. Thằng này là muốn chiến tranh rồi. Mày đã lựa chọn không chịu cúi đầu trước nhà mã. Được rồi, quân đoàn này của anh hồi quân đã. Ôi, cơ đốc Latin ở vùng này thấp quá. Chưa phát triển lên được. 28 tỉnh công nghệ, chúng ta còn một công nghệ. Đây rồi, cho cái hạm đội này đi xua đuổi bọn này đấy. Chạy ra vùng nước xấu thì cả mình cả nó đều mất quân. Ủa nhưng mà quân nó này thì tự chết chứ lo gì nhỉ? Tự không chết mà. Quân đoàn này đóng đây ổn rồi. Ready for orders. Commander. Về đây. Về đây. Nó không thể công vào đây được. Không ăn được. Chắc chắn luôn. Chạy không tới. Rồi. Thôi qua lượt đấy. Mình đã lo cái thằng Đông La Mã. Gì? Lại phá hoại căn cứ của anh à? Rồi. Lại nhử cho chứ. Nhả ra cho nó xuống đánh. Xem nó đánh không? Ôi cái thằng này. Để diệt gọn cái thằng Junte này á. Để nó lởn vởn phía trên này mệt ghê. Còn có mấy cái thuyền. Mấy anh Sugo. Lại một quân đoàn nữa. Tướng chẹo rồi, sát thủ trên tay à? Ờ. À mình xem bổ nhiệm các tướng lĩnh chứ nhở. Quên mất đấy. Hết nhiệm kỳ ở tập trước, hết nhiệm kỳ mình quên mất mình không nhớ. Hết tập trước là bắt đầu kết thúc là hết nhiệm kỳ.
À, nhớ anh em hỏi là tại sao mình để cái mức kiểm soát của mình nó ở mức thấp như vậy thì câu trả lời của mình là thế cao để làm gì? Các bạn kiểm soát được hệ thống chính trị cao để làm cái gì đã? Mục đích các bạn kiểm soát chính trị để làm gì nào? Bây giờ các bạn, mình đặt câu hỏi ngược lại với các bạn, thế các bạn kiểm soát chính trị để làm gì? Nếu bạn trả lời được câu hỏi đấy thì bạn sẽ biết là tại sao mình dùng, mình có lúc mình thì tăng lên, thậm chí là có lúc mình còn muốn giảm đi cái ảnh hưởng của mình, phe gia tộc hay là quân đoàn của mình muốn nó giảm đi. Tại sao thế? Bởi vì không phải lúc nào bạn cũng cứ tăng nó lên là tốt đâu. Đấy. Thằng này trung thành hơi thấp này. Không phải cứ tăng lên mà là tốt đâu mà. Thằng này giảm này. Chúng ta cần lòng trung thành của các tướng lĩnh hơn. Cái việc các bạn làm chính trị, mục đích cuối cùng của các bạn đó là đảm bảo một cái sự ổn định về mặt an ninh trật tự này, nó là public order này. Cái thứ hai các bạn muốn đảm bảo đó là trung thành của các tướng lĩnh. Cái thứ ba là nền kinh tế của các bạn ổn định. Các bạn làm được ba cái việc đó thì có nghĩa là bạn đã làm tốt công tác chính trị rồi. Đấy, công tác ngoại giao là gì? Công tác ngoại giao, qua cái phần quản lý ngoại giao, mục đích của các bạn là bạn có thể làm sao đấy, bạn chỉ dùng ngoại giao để bạn có thể đạt được mục đích về giao thương, về các mục đích về quân sự, như là các bạn có thể lôi kéo nước nọ đánh nước kia, hoặc là bạn có thể tạm thời hòa hoãn với nước nọ để ổn định để có thể đánh nước khác, hoặc là một số cái thỏa thuận mà làm sao đấy có lợi nhất cho bạn để bạn có thể cho cái thế giới nó đánh theo, nó phát triển theo ý muốn của bạn. Quân sự thì đương nhiên rồi, cứ đấy đánh thắng nhiều trận thì tốt. Kinh tế thì các bạn làm là giàu, nhưng tất cả bốn cái mảng đấy nó đều liên quan chặt chẽ đến nhau. Các bạn không thể phát triển kinh tế khi mà xung quanh toàn kẻ thù được, bởi vì lúc đó các bạn sẽ phải có lực lượng quân đội rất là nhiều. Các bạn không thể có một quân sự hùng mạnh khi mà nền kinh tế của các bạn phải gánh một cái lượng quân đội quá lớn được. Các bạn không thể kiểm soát được lãnh thổ của mình nếu như mà tình hình chính trị của bạn rối loạn, tướng lĩnh thì đảo chính, trị an thì thấp, đúng không? Nói chung thì nó là bốn cái nó ảnh hưởng lẫn nhau, các bạn phải làm cả tốt cả bốn cái thì nó mới an nhàn được. Đấy. Bây giờ thì để mình xem nào. Mình chưa chắc lắm nhưng mà mình chắc mình sẽ đập thằng này trước. Khả năng cao là nó không chịu làm đệ mình. Đấy, đi vào cái vùng đất của nó thì toàn là bị chết cháy. Quái quỷ à, tại sao bị chết quân cứ đi ở vùng này. March. Your next command. Make haste, men. You there, get to work. Bảo chúng ta đóng quân đây, có thể mình sẽ trên này mình còn một cái quân đoàn nữa. Xuống đây đó. Mình còn muốn có một sự chiến thắng chắc chắn ở đây. Hai quân đoàn thì chắc là ăn được thằng này. Finding shelter. Về bắc. Rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta cũng phải khử mấy cái hạm đội tào lao để nó đi chứ nhỉ? Cứ để nó ở ngoài này. Mà chạy này mình mất quân quá. Mà nó mất mà. Còn một cái hạm đội nữa đâu ở dưới này. Lên nốt. Phụ giúp anh em ở trên này đi. Đây rồi, quân trinh chủ lực là lên ở trên này, trèo xuống sông không ăn thua, biển không ăn thua. Bọn này thì coi như bị diệt thôi, chẳng qua mình muốn tận diệt nó thôi. Ôi, nó nhiều quá, chúng ta sẽ giải quyết thằng này trước. Trận này mình sẽ có hai thằng đệ nó vào tiếp viện. Công phát nhỉ? Dù sao thì mình cũng lên công một trận đánh cho nó chuốt chứ. Sao phải sợ? Chả mấy khi hạm đội được chủ công.
Đến giờ này mình nói rồi mà, chỉ có hai sự lựa chọn, cúi đầu trước La Mã hoặc là sẽ trở thành kẻ thù của La Mã thôi. Không có đồng minh gì hết. Sương mù và khô thoáng, hay quá. Thời tiết khá đẹp. Ồ, chiến trường phương Bắc đẹp thế, lung linh quá. Truyền pháo chắc cho lên trên để bắn trước. Truyền đâm hút rồi. Và nói đồ họa của Attila này rất là đẹp. Là một điều là rất đẹp, nhưng mà nhiều anh em, nhiều người ít chơi cái bản này. Thứ nhất mấy anh Tây ấy, thì anh ấy coi rằng cái bản Attila này là một cái bản bước lùi của lịch sử, bởi vì họ vẫn coi đế quốc La Mã vẫn là thần thánh, và cái việc bị Hung Nô xày xéo là một lỗi nhục của người châu Âu, thế nên là họ không thích. Mà người châu Âu thì nói chung họ vẫn cứ coi La Mã là đế quốc La Mã ấy, là tổ tiên của họ, của cả châu Âu. Cho nên việc tổ tiên của họ bị giày xéo bởi một đội Man Di du mục thì họ không thích, nên là họ không thích chơi cái bản này lắm. Chứ mình thì mình thấy nó hay mà. Mình thấy nó hay. Rồi. Ôi trời quá đẹp luôn. Đồ họa quá đẹp luôn mà. Bạn nhìn thấy ảnh không? Quang cảnh nó như thật luôn mà, mình thấy mình rất đẹp. Ngay cả cái ánh sáng phản chiếu từ mặt biển lên nó cũng rất là rõ thật. Đội tàu pháo của mình. Bắn vào đây. Nó chưa chịu trèo lên bờ thì mình bắn luôn. Tàu đâm hút. Tiến lên đây. Mày không chịu chạy, mày không... Chìm. Một phát đã là chìm, cháy rồi. Chắc không kịp trèo lên bờ rồi, thằng này chắc không kịp trèo lên bờ rồi. Thuyền nó bị cháy rồi. Nó đang cố gắng trèo lên bờ, không kịp. Chìm. May. Lực lượng thủy quân lục chiến của mình có nghĩ có thể mình sẽ... À, từ đó, mình nghĩ là phải phá mấy cái tháp canh trước. Không phá mấy cái tháp canh này thì quân mình cũng bị thương vong đấy. Thôi nó chìm rồi mà. Có thể mình sẽ cho quân đổ bộ ở đây. Phía bên kia thì ai à. Nó thằng nào cũng chờ thằng đồng minh nó vào. Đồng minh nó đang di chuyển. Mấy cái tháp canh cho anh. Cứ thế. Úi dồi. Mình thấy là pháo hạm nó bắn có vẻ tốt hơn là cái xe bắn đá đấy. Xe bắn đá mình thấy nó bắn tào lao lắm, trượt nhiều. Rồi pháo hạm chúng ta vẫn đang lã rất nhiệt tình đấy. Rồi sập cái này cho anh. Pháo hạm mình cảm giác bắn chuẩn hơn rất nhiều so với xe bắn đá. Đó. Xong rồi. Bắn tốt mà nhỉ.
Mình thấy nhà nó bắn tốt. Rồi thì quân lục chiến của chúng ta sẽ đổ bộ. Rồi thì quân lục chiến đổ bộ đây. À, quân địch đang cho quân ra. Mày hổ báo. Tiền cung tên. Tuyết rơi như này mà vẫn nắng này. Có bãi lửa cháy ở đây này. Xông ra. Xông được cái không vấn đề. Sát vào biển cho chắc. Nó tiến vào phát thì cho cung thủ, à hay để cho cung thủ leo lên nữa nhỉ. À không, tiền cung nó đang vào tầm bắn rồi. Ô ô ô, chúng nó dám xông ra đây này. Chúng đâm hút rồi. Xử lý nó cho anh. Kích nhỉ, bọn này dám xông ra đây ăn thuyền của mình. Bắn ngay quá. Mất mấy cái thuyền của mình rồi. Được đấy. Mày được đấy. Bắn đây, bắn đây, bắn đây. Thông minh phết nhỉ. Được cái thuyền của mình toàn thuyền rẻ bèo nên mình cũng tiếc lắm. À, chạy nhanh lên phát xem nào. Mày xìm xuống chưa? Hết rồi, nó hết thuyền rồi. Hút vào đây cho anh. Hút sổ rồi. Chìm luôn. Hút luôn. Hút cho nó phát. Hút tiếp. Hút luôn. Úi dồi ôi, vỡ thuyền. Xuống biển luôn à? Ờ. Úi dồi ôi. Chìm luôn rồi. Xong, đã tội dám láo với anh. Hết rồi, nó đổ bộ hết rồi. Rồi, anh đang mải để chơi nghịch với chỗ này, chúng mày dám quẩy anh. Láo thật. Rồi. Pháo hạng của mình nói chung là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình nghĩ là phải phá một góc tường để cho quân mình nó leo vào đã. Đây, ví dụ như góc này 94% rồi.
Đúng rồi, phải phá một góc tường. Cho lính chư hầu mình nó leo vào. Đạn phá giáp cây. Bắn. Chụp. Mình hiện vừa phải lo tiếp viện cho thằng đệ đó nên là mình không quan sát. Nhưng mà dù có thế nào thì cũng nó không dễ ăn được mình đâu. À đây rồi, thằng đệ nó có đường mới vào đây rồi. Tiếp theo phải phá tháp canh. Tháp canh, tháp canh. Nó vào cái tháp canh ở đây này. Đệ của mình nó có lối vào rồi. Tốt rồi. Không cần. Chỉ cần có lối để vào là được rồi. Đây. Phá tháp canh của nó. Giờ khiên để đỡ. Super! Những bức tường của địch đã sụp đổ. Úi dồi. Tên dừng bắn. Đó. Và các bạn thấy không? Mình mở được cái cổng này vào cho quân đồng minh của mình nó tràn vào phát đã thắng ngay. Easy ngay. Chiến thắng là dứt khoát. Nói chung thì bây giờ mình quân cũng không có gì mà có thể vội vàng lắm. Phía bắc này thì coi như xong rồi. Yeah. Mình chưa biết đã hủy diệt được cái thằng này chưa hay nó còn quân lang thang ở đâu chiếm đó đã. Fleet reporting. Ready for orders. Và chúng ta cũng chả mất đơn vị quân nào cả, bị thương xíu thôi. Ôi, tường thành cấp 4 à? Thế thì bỏ đi thôi. Toàn có cái công trình mình không dùng được. Thế nó mới ngoái bằng. Hết mất quần. Bọn này nó cứ chạy lên đây để làm gì nhỉ? Quân thì cứ chết dần. Cứ ở ngoài biển đấy mà chết à? À, còn một quân đoàn đóng đâu đó trên này à? Đây à? Chắc nó trèo lên bờ để nó mua quân bây giờ mà. Con khỉ này. Chết rồi, thằng Đông La Mã nó chuyển sang mặt vàng rồi. Chắc phải cho nó ít tiền rồi. Nó mà dở quẻ là mình chết đấy. Cách tốt nhất để lấy lòng mấy thằng chư hầu là chúng ta phải gây ra chiến tranh tiếp. Đây rồi, mấy thằng này nó rút về rồi. Mình nghĩ là có thể mình sẽ làm việc được rồi. Thuyết phục một lần cuối, thằng này có chịu làm đệ của anh không? The pleasures of my household are yours to enjoy. First though, chấp nhận là anh sẽ chi cho mày 200.000. Thôi 200 đi. Nó không chịu rồi. Giá 200.000 là cái giá cuối cùng anh có thể đề nghị mày. Mà mày không chịu ấy, thì mày là muốn trở thành không muốn cúi đầu trước La Mã thì mày phải trở thành kẻ thù của La Mã. Kêu gọi đồng minh hỗ trợ à? Không. Rồi, hay quá. Tất cả chư hầu của mình nó đã đứng về phía mình rồi. Thằng này mày chết, quân ly khai à.
to rồi. Tất cả đám xem nào, đám đệ của mình điểm trung thành nó có lên không? Úi giời. Úi giời. Mình tuyên chiến với thằng đấy phát tất cả đám đệ của mình nó lại thân mình lên luôn. Đấy, à thằng này suy yếu này, thằng này nó suy yếu. Không sợ. Tất cả chúng nó đều tăng, chúng nó có việc để làm mà. Thằng Đông La Mã tăng cực nhanh luôn. Thằng này cũng tăng. Úi dồi ôi. Thằng Lo Ba này đang suy yếu. Ác cảm với văn hóa. Siêu cường. Ơ tốt rồi. Các bạn thấy không? Cái bọn đệ của mình nó chỉ thích chiến tranh thôi. Giờ đây thì chúng ta sẽ lại phải vây cái cảng này nó lại đã. Vây lại. Set up a blockade. Ready for battle. Cảng này thì chúng ta sẽ không đánh vội, vây lại đã. Blockading. Mình nghĩ là như vậy. Không vội vàng gì. Cảng này cũng vậy, vây lại. Set up a blockade. Còn đánh hay không để mình xem đã. Nói chung mấy vùng này thì không sợ rồi. Mình đang cần thằng này, Spy này, may quá. Cản trở quân đoàn cho anh. Hạn chế tầm di chuyển nó lại. Thành công. Tốt rồi. Ready for battle. Quân của nó, à may quá nó không có nhiều lạc lạc đà lắm. Ám sát thằng tướng nó cho anh. Thất bại rồi. Thôi được, không sao. Ô, sao đơn vị này có 19 quân này. Mình đóng như thế này thì có khả năng cao thì nó sẽ We hunger for battle. To victory. Trận này khó nhỉ. Ồ. Hơi khó ăn đấy. Retreat men, retreat. Hơi khó ăn. Commander. Và đóng trại chỗ nào để nó không thể di chuyển xuống căn cứ của mình như này chứ nhỉ? Đây thì ổn rồi. Nó đánh vào thành này của mình à? Cũng có thể. Ready for battle. Nhưng mình không chắc là dám đánh vào thành ấy của mình. Thành này thì nó không. Mình nghĩ mình sẽ cho quân ra đây ạ. Giữ nó một trận. Make haste, men. Is that all? Cắm trại. Rồi. Quân đoàn này sẽ giải quyết trước. Let them cower like kennel dogs. Cho mày lo đòn với hạm đội của anh. Các bạn thấy không? Khi chúng ta có chiến tranh một phát là mấy thằng đệ của mình nó thân mình lại, thân thiện với mình ngay. Bọn đấy nó chỉ thích đánh nhau. Rất tuyệt vời. Tất cả mọi người là kiến trúc sư. Rồi. Trận này là trận đánh liên hợp giữa hải quân và lục quân của chúng ta đúng không? Đấy, mình chưa biết là hải quân của chúng ta sẽ vào từ hướng nào. Thế là... Thôi bố trí pháo ở chỗ này đã. Ở đây là có thể bắn được hai cái công trình tháp canh nó. Bắn đạn nổ mình thấy hay hơn là đạn lửa. Biết là đơn vị này tại sao có 5 đơn vị quân mà mình không để ý nhỉ? 6 đúng.
Tôi cũng chẳng quan trọng, giờ này thì thực ra cái vấn đề 56 nó không quan trọng. Đứng đây để bảo vệ từ phía biển. Cái này thì gần như chắc nó không đánh được. Xạ kỵ đến đây. Bám xuyên giáp đi. Bắt đầu. Anh em phá tháp canh rồi. À kìa. Bắn mấy con thuyền này của nó cho anh. Nó trèo lên bờ càng tốt. Quân tiếp viện chúng ta vào từ đâu? Đây à? The enemy approaches. Thuyền đâm hút thì có lẽ mình không sử dụng được máy. Ôi, pháo hạng cỡ lớn. Bắn đây này. Thấy có vẻ là muốn không muốn trèo lên bờ à? Bắn thuyền thì bắn đạn lửa. Nó tràn bờ phát chết luôn. Mấy thằng quẩy đá này. À, dàn quân ra rồi. Cứ dàn quân ra. Rồi đến tới đây thì còn quan sát thành được. Vẫn quyết tâm đổ bộ. Tức là bộ binh đang chạy ra rồi. Thôi nó đã quyết tâm đổ bộ thì không cần bắn nữa. Lạ mấy con ngựa rồi. Ôi mấy con ngựa nó ra đây rồi, khôn vãi nhở. Biết cách bảo vệ nhau ấy. Chuẩn bị. The enemy tower is no more than Pesturo. Nhưng anh em bảo tại sao mình không sử dụng lính ném lao, mà mình ném lao thì có phải đỡ phí không? Nhưng mà nếu các bạn ném lao ấy, thì các bạn sẽ không thể thiết lập đội hình được. Mà không thiết lập đội hình mà để kỵ binh nó xông vào ấy, thì bạn mất quân cực kỳ khủng khiếp luôn. Anh nói trước các bạn là như vậy. Estudo. Cánh bên này nó không dám tấn công đúng không? Điều bị quân ra đây. Điều nào. Nó quyết định không tấn công rồi hả? Phá được cái tháp canh này nữa. Đâu à? Kỵ binh nó đâu? Ui xời. Mày tuổi gì mà dám lùa vào đây? Kỵ binh của nó bị điên. Bắn tên lửa cho ai? Nó bị điên à? Nó bị điên rồi nó dám đuổi vào đây. Đấy, con lạc đà nó tét. Đó, Testudo vật. Testudo. Cái định cư của chúng nó bị cháy à? Ờ, đúng rồi. Nó đang tấn công như này thì chúng ta phải giữ Testudo theo hướng này. Không là mất quân nhiều lắm. Hướng của chúng ta bị tấn công á? Chuyện nhỏ đi.
ngã vào thằng tướng này kìa. Thôi vào đây. Đừng xả kỹ đâu rồi. Sử đẹp đó. Nhờn với tướng của anh à? À. Mấy thằng cung tên lùa mấy con ngựa đã. Quân nó đông lắm, không vội được. Không vội được. Sẽ lùi ra xa đây tí thôi. Móc. Bắn phá giáp rồi. Bắn lửa nhiều khi chết con mình. Mày hả bưởi. À tiếng này của mình có thủ đâu nhỉ? Thủ tốt. Tướng địch đã chết à? Ờ tốt. Mình chưa có cho hạm đội mình đổ bộ ấy. Xong. Nó bắn chéo chỗ này mình mất quân nhiều quá nhỉ. Các bạn thấy chưa? Khi mà Testudo mà nó bắn chéo là chúng Testudo khi dựng đội hình chéo là không có tác dụng rồi. Đó là lý do tại sao nhiều anh em bảo em cũng áp dụng đội hình giống của anh mà em vẫn bị nó đánh cho chết Testudo vì thế. Testudo nó chỉ đỡ được mặt đằng trước thôi nhá. Các bạn nhớ này, thí dụ như bọn này này. Đấy, nó đứng như thế này thì nó bắn vào mắt luôn. Nhưng còn nếu mà Testudo mà đứng đứng theo kiểu chéo cạnh là sẽ bị nó đánh á. Đánh nhau bọn mà nhiều cung tên này chúng ta cứ đội hình Testudo mà di động mà dùng. Không cần chuyển sang pha lăng đâu, bởi pha lăng với cái bọn này không cần thiết. Nó thật sự là như vậy. Chúng ta lùa luôn mấy thằng cung tên này. Bộ binh của nó thì cứ để lính tiếng giải quyết. Đây rồi. Chà. Rồi, xạ kỵ cũng đi lùa như chúng rồi. Xạ kỵ đi lùa cung tên luôn. Rồi nó không chịu tấn công luôn. Tấn công luôn. Mình chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công khá nhanh đấy. Các bạn đừng nghĩ là mình dàn cái đội hình chơi một cái đội hình cố định nhá. Mình luôn biết cách chuyển từ phòng thủ sang tấn công và từ tấn công lại quay về phòng thủ được nếu cần thiết. Rồi tiến tiếp vào áp sát cho nó lại. Có thế quá nào nhỉ? Không hạ được mấy thằng cung tên của nó à? Cái gì cùi thế? Thôi rồi, quẩy thế là được à? Cả chết nhiều quá. Trận sau nó đánh tiếp úp thì mình chết. Đẹp bọn này. Biết. Rồi chúng nó chạy hết rồi đó. Lo gì. Đó chúng ta quay tròn nó lại phát là xong. Nó đang tan tác à? Bọn này cho đổ bộ đi nhỉ? Cho mấy thằng này đổ bộ cho có việc để mà làm. Hết rồi.
chiến thắng. Rồi. Bạn biết là chúng ta đánh quân nó đông gần gấp đôi mình đấy. Gấp rưỡi. Bạn công mà chúng nó đông gấp rưỡi bạn thì không dễ tí nào đâu. Mà trong khi cái hạm đội kia gần như có đánh được nhau gì đâu. Đứng ở ngoài kia gấp đôi luôn, lực lượng tác chiến này gấp đôi luôn. Chiếm đóng là hồi quân đã. Rồi. Chiếm đóng và chúng ta sẽ hồi được ít quân. Linh thực à? Ờ, tốt. Vệ sinh, tốt. Nhà thờ à? Cũng được. Sửa đã. Đó, cái thuyền này có hỏng gì đâu. Thuyền này cho về đây. Cho an toàn. Thành này dù sao đang chưa có quân phòng thủ. Có một hạm đội thủ ở đây nữa thì là đẹp. Chỗ này thì quân đồn trú hơi ít. Rồi. Quân đồn trú ở đây. Ừ, nhưng mà khá nhiều thuyền cung tên. Được. Vấn đề là nó dám đánh ở chỗ nào không? Chỗ này. Thằng này mình đang mong chúng nó sẽ bốn quân đoàn nó đánh vào một quân đoàn nào đó của mình. Nhưng khả năng cao thì mình không chắc là chúng nó dám đánh không. Đấy. Phía này thì ok man. Chiến tranh chưa bao giờ là hết. Thằng này thì đang suy yếu à. Hoặc là gọi cứ qua cái lượt này đã, xem tình hình tiếp theo nó sẽ nào. Chúng ta sẽ chiến tranh liên tục. Mình cần khá nhiều spy cho giải quyết các vấn đề này. Mình nói rồi, đến giờ thời điểm này chỉ có hai sự lựa chọn: cúi đầu trước La Mã hoặc là sẽ trở thành kẻ thù của La Mã. Và nó lựa chọn là trở thành kẻ thù của La Mã thì nó phải chấp nhận điều đó thôi. Rút quân về à? Thằng nào chọn làm kẻ thù của La Mã thì thằng đấy chết. Ô, thanh niên này khôi phục gì? Nó đánh vào đâu nhỉ? À, nó toàn hải quân thôi, bộ binh thì cũng thường. Nó đánh vào cái vùng nào của mình đây nhỉ? Cái vùng này mình lại hơi thiếu quân đội. Chạy bắt ra xem nào. Được. À, nó đuổi mình thôi, hải quân nó đuổi mình. Nó còn lục quân của nó. Mình vây cả nó. Nó đuổi mình đi. À, chạy ra đường biển này. Thoát thân à, chạy thoát thân à. Vây tiếp, à. Nó chạy thoát thân. Nhưng mà nó nghĩ nó chạy ra biển để thoát thân thì chạy thoát làm sao được ra biển. Nhưng khả năng nó không dám tấn công các hạm đội của mình ở vùng biển. À. Được. Nắm đánh à. Mày thắng xong trận này thì mày hết quân rồi em ạ. Hai hạm đội. Ôi giời ơi, có một cái đội cuối cùng là hạm hải quân thôi, còn đó này là bộ binh. Thế thì mày ngu đòn rồi. Lục quân thì trèo xuống biển để đánh nhau với hải quân chú mày. Ờ, có thể trận với em thắng. Mình phải nói với các bạn đây này, ở tập trước mình đã nói rồi. Các bạn có thể thua rất nhiều trận trong cả một chiến dịch.
nhưng các bạn vẫn chiến thắng trong cả một chiến thượng chiến thắng cả một cái chiến dịch đó. Thắng hay thua vấn đề đó không quan trọng trong một đối với một trận đánh, thì đó là vấn đề không quá quan trọng. Mà cái các bạn cần cho mình đó là các bạn phải làm thế nào để hoàn thành chiến dịch đó. Các bạn có thể chấp nhận thua đi, đừng có nghĩ là lúc nào cũng phải đánh, là lúc nào cũng phải bách chiến bách thắng. Và trên lịch sử chỉ có Alexander đại đế mới là bách chiến bách thắng về mặt quân sự thôi, còn chưa có tướng nào là trên thế giới này bách chiến bách thắng về mặt quân sự cả, kể cả các tướng tài như Bác Giáp của chúng ta cũng thế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói rằng người Mỹ có thể chiến thắng thôi trong rất nhiều trận chiến nhưng vẫn có thua chúng tôi trong cả, vẫn thua chúng ta. Và mình đang xem là các bạn đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải kém. Mình nghĩ mấy cái thuyền đâm hút này chúng ta hàng ngang tiến lên, thuyền đâm hút hàng ta hàng ngang tiến lên. Phá rồi, lã chết tướng luôn này, phát nữa là chết. The enemy outnumbers us. Tướng của nó dẹo. Giết thằng tướng trước. À, nó đang lao đến, húc. Con thuyền này bị ngáo đá, cứ quay quay đây này. Thằng nào đang lao đến hút tiếp, bắn tiếp. Ôi, nó đang tràn đến một tốc độ cực nhanh. Tấn công. Hút tiếp cho anh. Vâng, tướng của nó chết rồi. Hút thật nhanh cho anh. Đây này, xoáy hạm nó đây này. Rồi, thuyền lửa này. This ship has nothing more to fire. Nó thắng được trận này xong quân của nó đứng ở ngoài biển. Mình sẽ chiếm hết thành và nó chỉ chết dần thôi. Nó buộc phải công lại, bọn này không sống du mục được. Hút xoáy hạm nó cho anh. Hút luôn. Hút nó luôn. Cố gắng bảo vệ mấy cái thuyền pháo, nó bắn được càng nhanh càng tốt. Hạ càng nhiều thuyền của nó càng tốt. Hút tiếp đi. Hút tiếp. Nhanh. Hút tiếp. Hút tiếp cho anh. Thuyền nó đang tràn sang thuyền mình à? Rồi, kệ nó thôi. Hút cho anh. Còn thuyền nào của nó nữa, hút tiếp. Hút tiếp. Đúng rồi, chìm rồi. Hút đi. Nó toàn bộ binh quân của nó ra. Hút tiếp. Hút càng nhiều càng tốt. Hút tiếp. Nào, có hút đi, hút đi, hút đi. Hút tiếp cho anh. Hút đi, hút đi. Đây này,
tiến đây. Có thể càng nhiều càng tốt. Mình chơi với hải quân cùi thôi. Mình chơi hải quân là cái thuyền chiến cỡ lớn thì bọn này ăn làm sao được. Xong. Và bây giờ thì chúng mày ở ngoài biển nhá. Các quân hạm, các quân đoàn của anh sẽ chiếm hết thành mày. Thất bại quyết định. Vã. Xong rồi thì nó làm gì? Hạm đội này thậm chí chưa tiêu diệt, vẫn còn một chiếc, khả năng vẫn chạy được này. Đấy, còn một chiếc, khả năng vẫn chạy được. Đúng rồi, còn hai chiếc mà, chưa hết, diệt hoàn toàn. Rồi, hạm đội của nó bị diệt gần phần lớn rồi. Chạy về đây, đúng không? Thế thì nó xong rồi. Nó đưa hết quân ra biển rồi. Vây thành của nó lại. Chiếm luôn. Việc mua quân trở lại là quá easy với mình. Mình đang lo là nó tràn xuống khu vực Sahara, cái vùng phía dưới này. Bởi vì đi trên sa mạc thì mình sẽ bị mất quân, chứ còn nó cứ lanh quanh, nó chạy ra biển thì mình sợ. Chạy ra biển thì nó ngu đòn rồi. À, đây này. Mình sợ cái này này. We humbly ask for a single modest subsidy to help our people in a dark time. Của anh chi cho mày 100.000. Không chịu được thôi. Không chịu thì thôi. Chính trị gia mới. Rồi. Anh lại mua quân lại. Ủng hộ chính phủ. Khoảng với lợi lớn ủng hộ chính phủ. Rồi tốt quá. Nói chung là ổn rồi đấy. Mọi việc cũng tạm tạm. Mình vừa thấy một quân đoàn của nó chạy xuống đây đúng không? Nó không ăn được đâu. Spreading fear and doubt. I am sorry. Phá hoại quân đoàn. Gây thiệt hại nhỏ trên nhiều đạo quân. Attack and attack again. Tỉnh này ồ có tường thành. God honors me with success. Có tường thành, nó không ánh đánh hay à? Thế à? Commander. Thế à? Thế xong rồi thì mấy thằng này làm gì? Chạy vào đánh anh ở đây á? Đánh làm sao được? Đây có quân đồn trú. Bọn này chưa đủ tuổi để tiến vào. Ngon. Cơ đốc giáo Latin. Chúng ta có bao nhiêu tỉnh rồi? Cơ đốc giáo Latin chúng ta có 30 tỉnh rồi. Thế là xong rồi, công nghệ nữa thôi. Chỉ còn mỗi cái nhiệm vụ là khử được 40 thằng nữa. Khu vực này đủ số lượng thành cần thiết rồi. Không cần phải chiếm thêm đất làm gì cả. Nhà ở còn không hết, chiếm thêm làm cái gì? À, khử mấy thằng này nữa.
Còn mấy quân đoàn ở phía trên kia thì cứ đừng để mấy thằng tàn quân Taliban cho chết bớt ạ. Diệt đốt. Rồi. Ready for orders. Hạm đội. Hạm đội mạnh phết nhỉ? Tướng chỉ huy hạm đội mình mạnh phết. Attack. 6 thuyền, mua thêm cái thuyền đâm hút. Assembling the fleet. Mua nhiều thuyền pháo, mình thấy thuyền pháo bắn tác dụng tốt hơn. Thuyền pháo này nó cứ lã cho SML cho nó luôn. Đây rồi. Chiếm tiếp các cái tỉnh này của nó nhỉ. Cho nó thành dân du mục luôn. Phong tỏa. Tấn công luôn. None shall pass. Trận này easy quá nhỉ. Trận này quân nó có quân đâu. Nhưng mà bây giờ đang giai đoạn nước sôi để bỏng này, mình không thể đánh auto được. Đánh auto được. Trận này đánh auto được. Có cả hạm đội auto được. Bởi vì auto nếu không cẩn thận là chúng ta mất nhiều quân quá là đến lúc chúng ta không kịp chống được cái quân chúng nó trên biển đâu. Rồi. Chặn đứng chúng nó lại đã. Sửa nó này. Thuốc nhuộm à? Nhà lính à? Nhà lính thì anh không cần. Rồi. Tỉnh này quân đồn trú nó đông không? Cũng khá khá. Nhưng mà phải tranh thủ lúc mà nó đang rút quân đi thì mình phải đánh. Thằng này không biết có lên cho đánh không. Bây giờ nếu mình đánh chiếm vào đây thì chắc chắn thằng này hoặc là đánh vào đây này, hoặc là nó sẽ quay trở lại thì bốn quân đoàn nó sẽ đập vào cái thành này của mình. Mà mình có lẽ mình không sợ lắm, dù sao mình cũng thích có một cái trận được thủ thành to to này. Let them cower like kennel dogs. Besieging the settlement. Đây à. Set up a blockade. Going a port. Fleet. Vậy lại đã. Blockading. Cho lục quân đánh. Đánh trước. 19 nước địa quân. Để xem nó sẽ đánh vào đâu à. Nó không tấn công được tỉnh này đúng không? Nó xem điểm ngoại giao mấy thằng đệ thế nào đã. Thoát chuyển tốt. Tốt. Thằng này cũng đang cải tiến này. Mình đang kẻ thù với nó mà cũng cải tiến lốt. Vãi chưởng. Thằng này thì đang suy yếu. Thân thiện. Ngọt. Tốt rồi. Nói chung hầu hết đệ của mình nó đang có thiện cảm mình. Trận này không cần, không cần phải xây xe tháp canh. Quánh luôn. Cho nó thành quân du mục luôn.
sương mù. Đợi thời tiết tốt hơn đấy. Rồi. Ai chà, thành đẹp ghê nhỉ. Quân mình sẽ tiến vào từ đâu nhỉ? Nhìn cái map như này thì khả năng cao là chúng nó tiến vào từ hướng này à? Ừ. Buồn thương quá là cứ phá tan cái cổng thành của nó ra là xong. Lấy chỗ để leo vào thế là được. Mình thấy cái đạn nổ này nó còn hay hơn đạn lửa. Đạn lửa thì phá thành thế nó xịt nhiều quá. Lúc nào lần này có cả đội cận vệ đánh nhau nhá. Mỗi 5 độ speed. Thiếu mất độ. Rồi. Phá tháp canh cho anh ạ. Hạm đội chúng ta đâu? Our reinforcements enter the fray. Đây rồi. Quân của nó đang vào tiếp viện kìa. We have sighted the enemy. Quân của nó đóng ở dưới biển à? Không chịu trèo lên bờ à? Mình thấy có vẻ nó đang đi ra đây này. Nó đang thích chết kìa. Nó đang thích chết kìa. Hai hạm đội và hai cái thuyền của nó đang thích chết sao này. Ok. À, kỵ binh chúng nó móc từ đằng sau à? Thảo nào. Bọn này khỉ thật, nó tiếp viện lung tung. Mày mày ăn được anh à? Chúng ta sẽ phải điều khiển ở khắp mọi hướng này hơi vất nhỉ. Mấy con ngựa láo này của nó tiếp viện vào sau, láo thật, nó tiếp viện sau lưng mình. Gớm thật. Rồi đội ngựa này của nó xong. Xong. Đội này của mình chưa nặng quá nhỉ. Đội đây thiết lập test rồi. Turning in our favor. Đây, phá lốt đây đã. Nãy còn phải lo bảo điều khiển cái hạm đội này. Đổ bộ à? Vậy là hướng tấn công của chúng nó ở đây rồi. Được, vào đây. Bị hai đơn vị này bị thương lùi lại. Cho nó biết sức mạnh của đội cận vệ nào. Rồi cũng phá lát cổng thành của nó đó, xong để vào. 51%, bắn tiếp đi. Chỉ huy hạm đội.
Rồi. The enemy's tower has been destroyed. Phá tiếp tháp canh cho anh. Hải quân trận này sẽ làm nhiệm vụ tấn công nội bộ. Phá nốt cái tháp canh này cho bọn spear này nó dàn lên trên này. Rồi, sập nốt. Không cho nó vào. Rồi. Xây bàn đá đâu. Phá một khúc tường thành ra cho anh. We have destroyed the enemy tower. Carnuti, señores. Carnuti, señores. Nó đang tiến vào đây mà. Không cho nó vào thành. Không cho quân trong thành có thể tiếp viện cho nhau. Bạn phá giáp cho anh. Bắn đạn phá giáp cho anh. Xung phong. Không cho chúng nó tràn vào thành. Rồi. Nó sẽ không thể vào thành được. Thử nhá. Sao nào. Kỵ binh ra đây, phải bắn từ đằng sau lưng cho nó mới chết. Nhiều. Vỡ tường thành chưa? Một khúc nữa. Bọn trên thành coi như gần như nát rồi, không sợ. Ai chả. Xông vào, áp sát vào là nó không thể tấn công được chúng ta. Rồi. Lần này chúng mày phải đánh nhau với đội cận vệ rồi. Ôi đội spear này của mình bị thương nặng quá nhỉ. À đây bị vây. Thả nào. Tấn công. Spear thì đơn giản. Spear thì đơn giản. Khử luôn mấy thằng ném lao này của nó cho anh. Tấn công. Thôi mấy thằng này không cần. Không cho nó vào thành. Dứt khoát không để cho nó vào thành. The enemy has obliterated an entire unit. Xử lý nốt. Thủy quân lục chiến rồi, đổ bộ. Ồ, bọn này bắn xa quá. Sập cả khúc tường thành xuống. Kinh quá. Kệ quân trong thành của nó không sợ. Ăn nó luôn, áp sát ngay, không được để cho chúng nó chạy. Tấn công luôn. Dám liều độ cận vệ à? Tan tác rồi, bọn này tan tác rồi. Đánh luôn. Chạy đi đâu? Chúng ta phải đánh chúng nó đông quân hơn mình rất nhiều. Mình công thành mà nó đông hơn mình. Mình thích đánh như thế thôi. Không phải là mình thích thể hiện mà là mình cảm thấy có thể chắc thắng thì ăn được mình ăn. Cho dù chúng nó đông hơn mình. Đó.
thủy quân một chiến của chúng ta tiếp tục đổ bộ. Chưa đổ bộ được thằng nào đúng không? Thế là quân gác thành của nó thì chắc là nát rồi. Con ngựa này lên đây, khử mấy thằng gác thành cho anh. Chỗ này thì thôi không cần. Úi dồi, nó còn cố bắn. Con thuyền đã hết đạn dược. Đây à? Thì quân lục chiến chúng ta đã tràn vào, tiến lên anh em. Wow. Bắn bọn này đi, mấy thằng quẩy đá của nó lao ra thì chết rồi. Quẩy đá vô học, mấy thằng quẩy đá vô học. Ôi, mấy cái thuyền kia đừng bắn quân mình. Bắn cái thằng cận chiến này này. Ôi, lạ thế chết quân mình chứ. Đúng rồi. Đổ bộ tiếp đi. Thế bên này lục quân giải quyết được chưa? Xong rồi. Quân trên thành của nó đã hết rồi. Ủa, đội cận vệ khỏe thế nhở? Chả thấy mất quân mày. Lính đời 4 có khác. Hẳn là lính đời 4 thì phải hơn đời 3 nào. Từ từ đã em. Anh đây rồi. Pháo lã chết bớt chúng nó đã. Đấy, tội gì chờ đồng minh vào tiếp viện đó. Nốt mấy thằng này đổ bộ đây. Rồi, còn mấy thằng nó đang đổ bộ. Để cho thuyền pháo nó bắn nốt đấy. Thuyền pháo này của mình là pháo cỡ lớn này. Lạ thôi. À, trong thành của chúng nó còn kỵ binh. Trận chiến chưa thể hết được. Bây giờ này gặp đội cận vệ chết hết. Tướng địch đã chết à? Ừ, tướng địch chết là phải. Bỏ cái hit and run đi, xông thẳng vào cận chiến với nó, kỵ binh nó cho. Ó kìa, ngựa nó chạy ra ngoài này, ăn luôn. Bắt sống nó lại. Đừng bỏ chạy à. Các bạn tiến lên. Thủy quân lục chiến này đánh. Ồ. Rồi chúng ta đã chiến. Chúng ta đã chiếm được cổng thành rồi. Cận vệ rồi. Enemy units have rallied and returned to the battle. Bắt chết mấy con người cho anh.
láo này, láo này. The enemy settlement burns. Ôi, thì quân đồng chiến có ăn được mấy thằng này không? Hơi khó nhỉ. Gì mà không ăn được, chơi hết. Mấy con ngựa rồi. Nó chạy hết rồi. Chúng nó đầu hàng à? Chúng nó đầu hàng à? Mấy thằng quẩy đá thì thích chết à? Rồi, tiến vào thủ đô của nó. Nó chạy ra ngoài, mình chiếm luôn cổng thành luôn. Wow, tiếp quản thủ đô. Ôi, phá hạn bắn xa thế. Chúng ta đã chiếm được một cứ điểm rồi. Rồi, chiếm cái tháp canh rồi đã. Chiếm cái tường thành. Xong. Ăn luôn thủy quân lục chiến. Đây có đội này thì mạnh này. Đội này là đội lính thủy quân lục chiến để cuối này. Xong. Con ngựa của nó ở ngoài này không chịu chết à? Trời, nó làm gì còn quân nữa nhỉ? Lũ điên. Binh. Xong rồi. Trận chiến. Binh rồi, trận chiến à? Rồi. Tôi đã nói rồi. Theo La Mã thì sống, chống La Mã thì chỉ có diệt vong. Rồi. Chúng ta đằng nào mình phải mua thêm quân cho cái thành cái đạo này. Sao lại thiếu hai đội speed nhỉ? Dù sao mình cũng phải mua hai đội speed nữa. Mình speed thì đơn giản ở đâu chả có. Úi giời. Cái hạn này có thể mua cái dạng thuyền thuê được nhưng mà bọn này củi quá. Một, hai. Cho thuyền mình tấn công trước à? Lên đâu nhỉ?
đây mình còn một hạm đội nữa. Đánh mấy trận liên tiếp liền. Con này nó vẫn có thể tấn công ở đây được rồi. Vãi cả tầm di chuyển của nó. Khả năng nó sẽ chạy, nó không dám đánh. I'm afraid we cannot. Ready for orders. Moving out. Steady as we go. Nếu mình đánh thắng được trận này thì nó sẽ bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Đây rồi. Ready for orders. Moving out. Your orders. Không cần, hạn đội đấy thương nặng lắm. Yes. Đây. Trận này là sẽ có thêm một đội tiếp viện của nó, nhưng không đáng kể. Coi như lực lượng trên biển của nó là hết. Rất ngu khi dám cho quân xuống biển để đi đánh nhau với hải quân của anh. Mày đã chọn nhầm việc để làm rồi. Còn duy nhất một quân đoàn ở trên bờ, biệt sau sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Đội này đứng đằng sau. Yểm trợ. Rồi. Nó đang tiến lên à? Tiến lên. Tiếng pháo của mình chuẩn bị làm nhiệm vụ. À, quân tiếp viện của mình. Hay quá cơ. Ôi, lại còn thêm cả tiền đâm hút nữa. Dàn hàng ra đây cho anh. Tiếp pháo nữa. Chết chắc à? Quân địch chết chắc à? Nó còn không dám tiến vào luôn. Nó có một quân tiếp viện ở đâu nhỉ? Ai là chạy à? Chạy đi đâu? Lần này anh sẽ chơi bình tĩnh. Đó, bọn thuyền đâm hút này cứ đứng hàng dàn hàng trước coi. Tiếp đến là thuyền pháo. Còn đám cận chiến này thì cứ bình tĩnh. Chả mấy khi được những trận đánh hoành tá tràng như này. Xông vào. Ngon thì xông vào. Chìm xuống. Vào đâu chìm đấy thôi mà. Bọn này vào đâu chìm đấy. Chắc không vào được sâu. Rồi. Để xem nó phá được bao nhiêu thuyền. Ừ,
Rồi. Nó không vào nổi tới nơi. Cháy gần hết rồi. Ships high. Borders on one of our ships. Repel them. Ready. Their general has been killed. Excellent. Rất tiếc. À, bị mò tận đây à? Chắc là sẽ không thể tiến được đâu. Chắc ai đó sẽ về đi. Cho là hát bài sẽ... Chắc ai đó sẽ về nhá. Xong. Hạm đội của nó xong rồi. Cho nó hát bài, chắc ai đó sẽ về luôn. Chắc ai đó sẽ về là... Xuống biển. Rồi ôi, tuyệt vời. Xong rồi. Chiến thắng có thể nói là tuyệt vời. Như vậy là chúng nó sao vẫn còn sót một thằng này. Chìm xuồng. Yes. Rồi, thế bây giờ đám còn lại thì làm gì? Vấn đề là bây giờ đám còn lại thì làm gì? Your orders. Yes. Sĩ khí đấu với các đế quốc phương Đông, hợp lý đấy. Your orders. Ready for orders. Thế là xong. Công trình này là cái gì? Hủy. Công trình này thì có thể sửa để dùng được. Công trình này đập nước à? Như vậy là lực lượng trên biển của nó coi như đã xong. Ở đây nó chỉ còn mấy cái thuyền cùi này. Ở đây thì còn một thằng thì coi như xong. Với cái lực lượng đấy thì nó sẽ không thể tấn công vào cái vùng này được. Còn ở đây thì êm rồi. Hai hạm đội này nó đứng đây là xong rồi. Về cơn bản là trên biển là xong rồi. Có cái quân đoàn này của nó thôi. Và chúng ta sẽ qua cái lượt này xem tình hình tiếp theo nó thế nào đã. Mình nói rồi, đến giờ này thằng nào dám chống lại La Mã thằng ấy chết. Phía Bắc, tiêu diệt nốt thằng Jute. Fleet reporting. Yes. À, mình đi hết lượt rồi. Chỗ này nó đi hết lượt rồi. Chắc phải có mấy cái thuyền đâm hút ở trước đứng cho chắc. Không sợ nó lại bắn cho chết nhỉ. 5 chiếc rồi. 6 chiếc rồi. Còn đâu thuyền pháo bắn cho nó nhanh. Rồi. Khôi phục lại cái tỉnh này lên nữa. Tỉnh này thì mình kiểm soát được rồi, nhưng mà chắc là kiểm soát toàn bộ tỉnh cho nó dễ quản lý. Rồi ôi, chết chưa. Chỗ này có thằng nổi dậy Ascum ở đây đúng không? Nó lại vây tới đất của thằng Đông La Mã này. Thằng điên này. Rồi, có phải đệ của mình ra tiếp viện trận này easy. Mày chết, thích nổi dậy à? Thích nổi dậy à? Chắc là ăn điểm với thằng La Mã, Đông La Mã ác.
hành động quân sự chống lại Askul. To rồi. At your command. Hãy rút về cứu mình. Thằng này khéo lại có nổi loạn đây. À, bọn này nó rút hết quân về đây rồi. Tốt rồi. Advance. Thằng này không chịu làm đệ mình đúng không? Tuyên chiến. Hỏi lại mày một lần nữa, có chịu làm đệ của anh không? À thôi, cứ để lượt sau đi. Lượt này chúng ta sẽ tiến sát lãnh thổ đó đó. Make haste, men. Cắm hai cái trại đây. At your command. Ready for battle. Tình hình phương Bắc á, thằng này à, vẫn đang du mục. Chưa có nhà. Nó vẫn đang du mục. Tỉnh này mình mới khôi phục ở đến đâu rồi? Xây được cái gì không? Chẳng có gì luôn. Thằng này là muốn đánh nhau mình tiếp rồi. Giờ này thằng nào mà dám chảnh mình là mình diệt luôn. Hoặc là qua lượt đã để xem cái thằng quân ly khai kia nó làm trò gì được. Một nhân vật thống đốc chưa nâng kỹ năng. Rồi ok. Có thêm một hạm đội này lên nữa thì chắc khả năng cái vấn đề phương Bắc để xử lý nó đơn giản hơn. Không một thằng kia đuổi mệt quá. Đây rồi. Hình như là diệt 3 thằng này là mình hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Cần gì phải đánh nhiều đâu nhỉ. 3 thằng. Diệt thằng Gamanatia, Junte và thằng kia là xong. Các bạn có thể thấy là mình không phát động chiến tranh thôi. Khi mình đã phát động chiến tranh thì mình sẽ đánh một cách có thể nói là rất tổng lực. Vây thành của mình. Vây thành to cơ, chứ không thể đánh thành bé. Trận chiến vì danh dự à? À, nó vây này là mình bị mất quân này. Rồi, quyết định công thành của tớ à. Quân của mình thương khá nặng nhưng mình có tường thành. Chẳng mấy khi được trận thủ thành. Trận này nó đánh kiểu này thì hải quân của mình sẽ vào dưới dạng quân tiếp viện. Không sao, hải quân của mình mạnh mà. Thuyền pháo mình hay mạnh. Đây là hải quân đồn trú à? Mấy thằng này đứng đây. Chắc là không làm được gì nhiều đâu, nhưng mà tôi cứ cho nó đứng đấy. Hải quân nó tiếp viện vào để làm gì đâu. Tường thành như này quân bộ binh của nó làm gì. Mấy thằng này sao đứng trông coi tháp canh.
bắt buộc phải có thằng đứng gác các banh này thì nó mới bắn được chứ. Defensive positions. Hold position. Guard. Hold. Defensive positions. Guard. Panuki, señores. Defensive positions. Nó chỉ có thể vào được từ các hướng này thôi mà. Có hướng nào nhỉ? Hướng biển thì nó không có lối vào. Chắc nó sẽ phá cổng thành mình nó vào thì nó chỉ vào đây thôi. Hold. On watch. God give us strength. Vâng. Large onager. Give them fire. Xoay bắn đá bắn nát thuyền. À không, xoay bắn đá bắn thuyền thì không ăn thua. Đạn nổ hàng rào à, dựng hàng rào à. Ở đây một cái, đây một cái để nó không đi được vào từ lối này. Rồi nó chả trèo vào được, rồi lên hướng biển này. Ok à, điều khiển hết các lượt, còn thiếu mỗi là tướng này không điều khiển. Không tiếp viện mình đó. Enemy reinforcements are bearing down on us. These walls to the last gasp. Make ready. Hai cái tiền pháo này bắn. Đây là quân dự bị quân đồn trú. Ở trận này hải quân mình không tiếp viện à? Vãi nhỉ? Nó vây nó đánh kiểu này là hải quân mình không được tiếp viện à? Không tiếp viện thì nó cũng chả ăn được. Rồi. The enemy has obliterated an entire unit. Cháy thuyền, chìm thuyền chỉ huy của nó đi. A ship is being assaulted. Cast them back. Vào đây bị tháp canh nó bắn cho mày cũng cũng chìm. Đâu? Cái viện này nó đâu? Thế đâu? Vào đi. One of our ships is being boarded. Ship has depleted its ammo reserves. Húc đi, mấy cái thuyền này của anh cũ mà. Ồ, vào đây, tháp canh bắn nó nát bét bét luôn. The enemy is boarding one of our ships. Sao? Đổ bộ ở khu, đổ bộ đi. Còn hai cái thuyền pháo. Nó cũng phá được lốt. The enemy is boarding a ship. Fight back. Thuyền của địch đang, thuyền nó cháy rồi.
Thuyền này của nó đang cháy này. Tốt. Ok rồi. Đây rồi. Con tiếp viện của nó đây rồi. Có hai cái thuyền pháo hùi này gần hết quân rồi mà đứng ở đây quẩy tốt vết nhỉ. Nó bị luẩn quẩn, nó không đánh được. Vớ vẩn này còn thua quá. Cháy rồi. Nó có hút mấy cái thuyền mình mà hút mãi không chìm. Úi dồi ôi. Ai rồi, quân nó đang tiến lên đây rồi. Các bạn ấy quyết định tiến vào đây. Úi trời ơi. Pháo nổ cho vãi sướng thế. Thế là cổng này nó không đánh rồi. Cổng này không đánh. Cổng này có những đơn vị nào còn quân còn nhiều. Chạy ra chỗ này đi. Giữ tường thành chứ. Ô thế ngoài này vẫn chưa xong à? Vẫn chưa ăn được hai cái thuyền của anh à? Không những không ăn được mà còn bị bắn chìm. Hai thuyền của mình thương nặng lắm rồi. Tháp canh của mình trong này bắn ra. A ship is being assaulted. Cast them back. Heron can wait. Ôi, nó bắn cung tên mình áp chết nhiều thế nhở? Ô, tràn ở dưới rồi. Mình trên tường thành bị bắn nhiều quá. Lão bắn cung tên cho anh. Nó cũng đâu có vào được cách nào vào đâu, nó không có thang. Đúng rồi. Đứng dưới này đập test studio chết bầm nó luôn. Ô kìa. Khẩu pháo bắn to lao quá nhỉ. Bắn đây. Rồi, là mấy thằng này đấy. Ra đây. Astro. As you command. The best Astro. Bắn tinh quá. The enemy is boarding a ship. Fight back. Nó đâm kỵ binh quá, mình không lùa ra được. Ở
Không sợ. Castro di động tiến vào. Nó không thể tấn công được cái cổng mình. Bên dưới này em ơi. Bên trên này nó bắn kinh quá. Có thêm mấy cái thuyền này vẫn chưa xong à? Nó trả được đâu. Nó chỉ có cách duy nhất là tiến thẳng vào cổng thôi. Rồi nó tiến vào phá được cái tháp cạnh. Bộ binh của nó làm sao ăn được không? Bộ Saki hứng nộ mình đâu à? Ra cổng này cho anh. Đi lùa luôn mấy thằng cung tên đó. Kỵ binh của nó tràn hết vào rồi. Ra đây. Lùa luôn mấy thằng cung tên, mất là xong. Tên là xong. Ok. A ship is being assaulted. Cast them back. Lùa, nhanh. Nó vào thành hết rồi. Áp sát nó đây, hạn chế cái khả năng tấn công của tuyển thủ nó, phải áp sát nó mới hạn chế được. The enemy is boarding a ship. Fight back. Mày. Quá lã vào bọn này. Để anh đi lùa mấy thằng này trước. Mày. Ờ, mấy cái thuyền của nó bị dẹo hết à? Bắn vào đây. Pháo thôi, từ từ nhá, pháo không cần làm nữa, pháo xong việc rồi. Lùa chết cho nó cho anh. Nó xong rồi. Nó ngu học rồi. Tướng địch đã chết à? Tướng chết thì quân bắt đầu bỏ chạy hàng loạt rồi. Ơ kìa, hai cái thuyền pháo này của mình làm ăn tốt thế nhỉ? Nó hút mãi không chìm được cái thuyền của mình, độ bền vỏ tàu của mình cao quá. Đã xong. Thông báo từ kỵ binh, đã xong. A ship is being assaulted. Cast them back. Đã xong. Tiến vào đây. Bắn thẳng từ đằng sau lưng phải nó cho anh.
giờ chúng ta không cần trừ đam cao. Thuyền nó sắp chìm rồi. Tướng rồi, chắc phải cho tướng ra đây rồi. Đã cần đến lúc phải có sự chỉ huy của tướng rồi. Đáng quân của nó vẫn lì nhỉ. Bắn đạn phá giáp rồi. Để bắn lo tên từ đằng sau lưng này mà nó vẫn chiến đấu lì ấy. Mất tinh thần rồi. Mất nháy rồi. Đang chạy dần, đang rút lui chiến thuật. Hai cái thuyền này của mình. Bọn này hải quân đánh ngu vãi trưởng. Rồi ôi, mấy con ngựa bắn kiểu này không em chết quân mình. Bắn mấy thằng ngay ngoài thôi. Trong không cần bắn. Nó lén nào đến trên thành mình chết nhiều phết. Xong rồi. Một chiến thắng nữa. Được. Thằng này bị diệt vong rồi đúng không? Mình đã nói rồi. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Từ từ. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Đó là phục tùng La Mã. Hai, trở thành kẻ thù của La Mã. Ready for orders. Rất tiếc là nó đã lựa chọn phương án thứ nhất. À, lại mua quân chư hầu tiếp à? À, tốt. Và đánh tiếp đi em. Buồn vậy, hạm đội già quá lại dẹo rồi. Hạm đội của mình có đánh nhau đâu. Các tướng của mình già quá. Tưởng nhá, giết thằng điệp viên của nó trước đã. Lucifer will be pleased. I have succeeded. Giết xong nó cũng không hồi được quân luôn. Be praised. I revel in destruction. My sword is yours. Hết thành rồi. I feel Christ's presence. Bị đánh trận nữa không cô? I am winged victory. Commander. Tưởng thế nào? Tưởng chú thế nào? Thế thì có cái gì mà anh phải sợ? Tướng của mình hơi cấp thấp thôi. Ở đây mấy thằng quân nữa. Một thằng nữa. Đạo này. We need good fighters. À,
Vùng này làm gì đó có hải quân yểm trợ đâu, thả nào. Rồi. Your orders. Bear down on them. Kệ cho nó chạy ra ngoài đấy cho chết luôn. Mình sẽ không đuổi nó. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.